Ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen đã kêu gọi Liên minh châu EU đẩy mạnh sản xuất vũ khí và nâng cao năng lực quốc phòng của khối, đặc biệt là trong bối cảnh các mối đe dọa địa chính trị đang gia tăng. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu Globesec diễn ra ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, bà Ursula von der Leyen nói rằng bảo vệ châu Âu là trách nhiệm trước tiên và trên hết của EU, dù rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hệ thống phòng thủ tập thể. Chủ tịch EC nhấn mạnh, Liên minh châu Âu cũng cần phải phát triển và củng cố sức mạnh của các cơ chế hoặc là chiến lược phòng thủ riêng để nâng cao năng lực quốc phòng của khối. Cũng theo Chủ tịch EC, quan niệm vào đầu thập niên này cho rằng EU đã làm đủ để đảm bảo an ninh là nhận định phi thực tế và các thành viên của khối sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong nửa sau của thập niên này. Tháng 6 vừa qua, thì tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles của Bỉ, bà Ursula von der Leyen cho rằng khối này cần đầu tư 500 tỷ euro tương đương với 535 tỷ đô la Mỹ trong thập niên tới để tăng cường năng lực quốc phòng. Và hiện tại thì nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng toàn khối, EU đang xem xét bổ nhiệm một ủy viên để tập trung giải quyết vấn đề nói trên.